data sale website.net. Thì trong quá trình mà chúng tôi làm sale cũng như là tư vấn sale cho doanh nghiệp thì chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều câu hỏi cơ bản về sale giống nhau mà rất nhiều khách hàng họ chưa biết. Do đó chúng tôi mất rất nhiều thời gian khi cứ phải trải đi trải lại. Thế nhân tiện là cái video này tôi muốn quay để sao để nói với các khách hàng, có thể các bạn đang truy cập cái site của chúng tôi để hiểu cơ bản nhất về việc sale, so sánh sale với các hình thức truyền thông khác, làm sao tại sao bạn chọn sale. Thì các bạn hiểu cơ bản này, khi bạn bất kỳ sơ bất kỳ từ khóa nào ấy thì các bạn thấy những cái site tốt 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1 đấy thì có thể hỏi là sale để tốt vị trí từ khóa lên đấy, hiểu cơ bản sale là như vậy. Thế còn câu hỏi đầu tiên của khách hàng chúng tôi hay thắc mắc là sale của Google AdWords khác nhau như thế nào đó, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn sale của Google AdWords khác nhau như thế nào và tại sao các bạn nên chọn làm sale. Đầu tiên, khi các bạn search bất kỳ từ khóa nào thì các bạn chỉ cần lưu ý những vị trí AdWords, nó thông thường hay ở vị trí 1, 2, 3 và được tô đậm hơn, quan trọng là được tô đậm hơn đấy. Và vị trí bên bên phải các bạn nó sẽ được tô đậm hơn đấy, không phải là bất kỳ từ khóa nào của AdWords nên cái vị trí này có thể có không có, nên các bạn lưu ý nó sẽ thông thường nó sẽ được tô đậm hơn trong những cái vị trí khác và những kết quả tìm kiếm tự nhiên nó sẽ hiển thị tự nhiên ở đây đó. Thì cái điều quan trọng là bạn phân biệt được vị trí và biết từ khóa nào đang AdWords và từ khóa nào đang ở SEO, ở vị trí của SEO đấy. Thì thông thường ấy, như Google công bố ấy, cái vị trí AdWords nó chỉ chiếm 20% click, ví dụ như vị trí này chiếm 20% và vị trí bên phải thì nó ít hơn. Còn vị trí của SEO ấy, là vị trí kết quả tìm kiếm tự nhiên ấy, nó chiếm 80% click đó. Thì ấy, bạn là một người đang làm SEO, bạn cần thấy hiệu quả của việc làm SEO so với Google AdWords nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều khách hàng hơn đó. Còn tiếp theo về chi phí ấy, thì thông thường chi phí Google AdWords là không thay đổi nhiều quá theo tháng đó, như mình nói đây đấy, chi phí Google AdWords thì các bạn bỏ ra đấu giá từ khóa thông thường nó giống nhau, và các tháng sử dụng ra đấu giá từ khóa nào làm biểu quảng cáo chẳng hạn thì tháng nó cứ như vậy thôi, rồi từ khóa thì từ khoảng một tháng thì chỉ là 3 triệu AdWords, tháng sau cũng như vậy đó. Còn SEO thì khác hoàn toàn, chi phí của SEO thì gồm hai loại chi phí, đầu tiên là chi phí đẩy tốt, thứ hai là chi phí duy trì đó. Chi phí đẩy tốt tức là gì, tức là một cái sàn bạn chưa có từ khóa nào ở vị trí tìm kiếm tự nhiên này được tốt cả thì chúng tôi phải thực hiện những cái việc tối ưu hóa website, nội dung, đi social vân vân đấy, thực hiện những kỹ thuật để đẩy tốt từ khóa các bạn đến đây thì đó là chi phí đẩy tốt đấy. Thông thường chi phí đẩy tốt thì khá là cao rồi từng từ khóa độ khó của từ khóa đấy, chi phí đẩy tốt phụ thuộc độ khó của từ khóa. Vậy độ khó của từ khóa phụ thuộc đâu, độ khó của từ khóa phụ thuộc vào việc có bao nhiêu đối thủ của bạn làm từ khóa đấy. Ví dụ đối thủ của bạn là người chi rất nhiều tiền cho cái từ khóa đấy, hoặc là cái đội làm SEO đấy họ làm SEO rất tốt thì chúng tôi phải cạnh tranh với đội đấy, thì thông thường chi phí đẩy tốt sẽ cao đấy, để các bạn hiểu những cái mức mà chúng tôi đưa ra cho một từ khóa nó dựa vào độ cạnh tranh, và độ cạnh tranh nó dựa vào đối thủ của bạn và họ chi tiền thế nào. Tiếp theo là gì, chi phí duy trì. Chi phí duy trì thông thường chi phí duy trì sẽ bằng 30% chi phí đẩy tốt, 30%. Ví dụ chi phí để tốt là 10 triệu, chi phí duy trì hàng tháng để từ khóa của bạn sau khi nó lên tốt rồi nó cứ đứng ở đây cho các năm tiếp theo là sẽ bằng khoảng tầm 30% chi phí chúng tôi để tốt lên từ khóa đó đấy. Thì cái AdWords thì không như vậy, AdWords thì cái chi phí hàng tháng là đều nhau hết. Còn cái chi SEO ấy, chi phí ở tháng tiếp theo ấy, thì nó lại rất ít cho các bạn và nó đứng kết quả đây thì nó lại mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các bạn đấy. Tiếp theo là việc lựa chọn công ty SEO uy tín. Hiện tại thì có rất nhiều công ty SEO, ngay cả những công ty SEO các bạn phải để ý rất nhiều công ty SEO chạy AdWords. Mình nghĩ bản thân tôi thấy rằng một công ty SEO không có lý do gì các từ khóa của SEO họ không tốt, ví dụ từ khóa dịch vụ SEO, công ty SEO, công ty làm SEO, công ty SEO và vân vân đó, họ không làm tốt cho họ không có lý do gì họ thể làm tốt cho bạn. Nên các bạn cần cực kỳ lưu ý trong khi lựa chọn công ty SEO uy tín các bạn tiếp cận họ đấy. Tại vì SEO nó khác hình thức khác, là nếu bạn SEO mà không tốt thì các bạn thì có thể là website của bạn và sandbox của đều cực kỳ nguy hiểm đó. Đấy, các bạn phải lưu ý trong việc chọn công ty SEO uy tín. Thì mình hy vọng là cái video này đã trả lời những câu hỏi cơ bản nhất khách hàng trước khi tiếp cận bất kỳ một sự kiện SEO nào. Chúc các bạn tìm một công ty SEO uy tín. Xin chân thành cảm ơn.